Và ngày hôm nay thì ca sĩ Huyền Anh Sao Mai cùng các mạnh thường quân cũng như là các anh chị em ở trong nhóm đến với lớp học của chúng ta và sẽ trao quả bổng cho các con để động viên các con. Thì sau đây thì xin mời có một từ rằng là tuy các con nhỏ nhưng mà đúng là các con là siêu nhân. Các con đã để cho Huyền Anh thật sự là xúc động và học tập cái tinh thần vươn lên của các con rất là nhiều. Chúng ta có xứng đáng một tràng pháo tay cho các con nhỉ? Cái con số đây là cái mầm non và rất là hy vọng trong hội, bởi vì hội thì là hơn 3.000 thành viên, nên cái số lượng các con đến được trường và học và đến được trường thì rất là ít, nên là hội rất là quan tâm. Và hôm nay thì đến buổi hôm nay thì đã đông hơn, sau đó thì các con sẽ bị tiếp thu được, nên là sẽ có các bạn chiếc đèn ông sao ta nắm cánh tươi màu tan đầy rớt dài tan cào qua đầu em cầm đèn sao em hát vang vang đèn sao tươi màu. Thank you.